Cái này em không biết thiệt. Có con mực bự vậy luôn hả? Anh bữa nay mới biết luôn á. Con mực 70kg cũng có nữa chứ. Trời ơi, nó bự bằng cái nhà anh luôn nữa. Gì? Ở nhà em có 2 con poodle. Anh cũng có 2 con poodle. Đây là giọng ai, giọng ai? Chứ không phải chương trình Animal. Cái đó bên chương trình nông nghiệp. Vô đây hỏi trồng nấm. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cái xe này á là đầu hẻm đường Lê Văn Sĩ. Mà cái hẻm đó là thông qua bên Đặng Văn Ngữ. Biết luôn hả? Gần nhà em luôn hả Giang? Ăn mực chưa? Chưa ăn, nhưng mà đi ngang đó thì hay thấy một cái cậu bán, không phải cậu này. Bữa đó đang đi cái cha này mua mực, xong cái nói ê cho mượn cái xe anh quay. Mà em làm như nguyên cái đoạn đường đó có một cái xe bán mực không bằng. Khúc đó có một chiếc à. Nhưng mà quan trọng như vậy nè anh, cái này không biết thiệt. Có con mực bự vậy luôn hả? 50 chiếc điện thoại Oppo A5 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác. Có Samsung A5 xem muộn ngay, selfie mỏi tay. Anh bữa nay mới biết luôn á. Con mực 70kg cũng có nữa chứ. Trời ơi, nó bự bằng cái nhà anh luôn nữa. Gì vậy? Cái gì vậy là? Dồ, cái đó con diều có, rồi. Có nhiều con mực nó bự lắm. Ở ngoài không, nó con bạch tuộc. Lập lập về lập. Con đó là con diều. Ở con mực mà 5-7kg là bình thường. Mình bỏ qua cái vụ con mực được không? Đúng rồi, giờ mình bày vô giọng hát đi. Tự nhiên con mực nó hấp dẫn mọi người quá, mọi người quên đi gánh chàng thì là hát hay hay không hay, đó là điều mình đang muốn nói đến. Em bữa nào mình đi ăn mực cái chỗ đó ngon. Mình phải ăn, hồi nay em nhìn là em đã ngắm rồi. Và bây giờ em không còn biết là bạn kia có hát giỏi hay là hát dở. Phải chọn bạn kia để hỏi cái DJ bắt ở đâu. Đi ăn mực. Hai vợ chồng ảnh thật luôn ha. Hai chồng sành ăn thành ra thấy mực là mừng rồi. Nè nghe, em bị chọn là do em bán mực đó nha em. Ba đại sĩ đứng lên tao dạ, nói chuyện kìa. Em mỏi mông. Nói tiếp. Đứng chút kéo dạng. Mỏi đâu? Là đứng lên. Mỏi mông. Mỏi thôi. Đổi đâu? Mỏi mông. Áp lực cuộc sống, áp lực cuộc sống. Mỏi đổi không? Thôi, tự nhiên quăng cục gì để chị. Tự nhiên sao mọi người xua đuổi em vậy? Không, sao rồi, đã đẹp. Mỏi lắm anh ơi. Em thề đấy, mọi người hơi dã man với chị Tiên đấy. Lúc đầu đến thì út chị xinh quá, em chân đẹp quá, em vào đội này đội kia xong rồi lật mặt. Bao giờ em mới hiểu về showbiz. Trời ơi, chị Tiên đang dã man với chương trình này đó. Đâu, em thì đẹp nên cho qua hết. Ý kiến của em sao? Em thì, đấy, bạn kia. Bạn này cũng đẹp nè, cho qua luôn không? Cho qua luôn. Là hát hay hả? Hát hay. Sao Tiên, xong chưa? Dạ xong. Rồi, em nói đi. Em nghĩ là bạn này hát không hay. Đúng. Em phải về với anh mới đúng. Dùng cái tát nó. Nó giật binh chị Tiên. Nó nói cái gì chị Tiên tát vào mặt nó. Em từ bỏ. Hát mà cháu buồn luôn á. Hát mà cháu buồn luôn anh. Không ai quan tâm tới nhân vật đó hết ngoài những con cún. Nhờ bé chó tới đó mà xác định được bạn này hát dở. Tại sao? Hát dở quá con chó nó buồn luôn. Ở nhà em có 2 con poodle. Anh cũng có 2 con poodle. Đây là giọng ai, giọng ai? Chứ không phải chương trình Animal. Thành kỳ quá Thành ơi. Gì vậy Thành? Anh trước đó. Trời ơi, anh làm người trước đó. Người dẫn chương trình, người ta có quyền, người ta muốn nói cái gì người ta nói chứ đúng không? Anh dẫn chương trình tự anh như cái chanh dầu như lửa. Đúng rồi, luôn anh. Nè, đừng để ghiêu lên nói thêm vô lỗ tai tôi nữa. Nãy đang cái động kêu qua nó nhỏ. Anh ơi, sao bên kia giống cái chợ vậy? Chán thiệt, nó đánh giá mà em đánh giá đúng. Em, anh lên TV anh sẽ thấy không có cảnh này nha. Không có cảnh em ghé tay anh Trường Giang nha. Cái gì vậy? Về ghép vô. Con bé nó muốn ghẻ lạnh đội trưởng nó luôn. Thấy rằng là cái chân mày nó hơi lợt đó, chân mày không có được liền mạch này nọ. Và con mắt nó hơi nhỏ. Có cái tướng này hả? Gọi là cái tướng mạo là người có cái cõi để lòng. Nãy giờ Quỳnh Lập để ý tới trên con mắt người ta không nha? Không phải. Sắp mở tiệm xăm phun quá. Em đang xem coi là cái người đó cuộc đời họ như thế nào qua cái tướng mạo của họ. Rồi sao liên quan tới giọng hát em? Hơi bị tuột nhẹ ở phía sau đuôi là nói là cái người này có một cái sự u uất ở trong lòng mà những ai u uất trong lòng là họ hát hay nha. Qua tới coi bói luôn rồi. Họ hát hay đó. Phải Lập làm phim xong đó liên quan tới bói toán rồi phù phép kia giờ đã bị ảnh hưởng luôn á. Trời ơi, mắt cái chân mày là chân mày của chị là chân mày dấu ớ dành cho người tài qua đó. Người có tài, người có năng lực đó, người là muốn được thể hiện bản thân mình là người có chân mày dấu ớ. Chị, để em coi luôn cho chị, số chị là không có số chơi bạn. Ê, hiểu không? Đúng, đúng chứ gì, trời hợp lý quá. Không bao giờ có số chơi bạn được, hiểu không? Bạn, dạ, mà bạn chơi thì hay quên tên. Đúng đấy, chị cẩn thận. Rất buồn. Tại sao mình không hỏi ý kiến của Trường Giang và đội bạn nha? Trời ơi, bụi trong mắt em mấy người ơi. Ê, trong mắt em. Cái bài của Thành nói là chính xác là bụi bay vào mắt. Cái bụi nào trong không mắt em? Bụi trong mắt em. Trời ơi Thành ơi, em sai quá Thành ơi. Nghĩa nè. Tôi nói nè. Đi về. Bây giờ, thí dụ bây giờ
Đấy, nhớ cái hột bụi trong cái mắt tôi, không nói là trong mắt em có ghèn là được rồi. Nhưng nó cái bài ghèn trong con mắt. Thi cho em nói một câu, cho em nói một câu đi. Sao Hiếu? Nghe cáo gỡ của ảnh nhạc của vợ anh không nhớ nó là gì. Đúng không? Đẹp quá. Nhưng mà anh vẫn rất tự hào. 2, 3, 1, 2, 3, 4 ngày. Thấy chưa? Nè, nè. Thôi gọi xuống, gọi xuống. Trời ơi, tội nghiệp Quỳnh Anh quá. Đường sông và dài anh cứ bước đi. Em đừng lại để nhìn anh quay gót. Hai cái gì vậy? Thôi về chỗ ngồi, về chỗ ngồi. Về chỗ ngồi đi. Ngộ quá. Trời ơi, cái gì mà mới vô mà xào xáo gia đình dụng dở trơn mà. Không thể nào mà không khẳng định bạn này không phải là một người hát không hay. Nhức đầu thiệt luôn á. Chị Trang không hiểu đúng không? Mình cứ chờ đi chị, phát YouTube mình coi lại rồi mình ghi ra rồi. theo nguyên tắc toán học á, không với không là có, thì còn lòi lại cái không thì còn lại là ba cái không này là không. Đâu, nói lại nè. Không thể nào mà không khẳng định rằng bạn này không phải là một người hát không hay. Bốn cái là không nữa. Bốn cái không được cái. Không thể nào không khẳng định rằng bạn này không phải là một người hát không hay. Ủa sao tự nhiên đem cái nhức đầu về mình vậy? À, chứ vậy. Trang biết sao? Tại vì chị ráng phải coi nó ra. Trang sao? Ơi Trang, thì đó Thu Trang mới góp ý đó, có một cách đơn giản hơn, chờ chương trình phát YouTube á, cái xong mình nên canh đến lúc đó, cái mình bù hình lại, cái mình ngồi mình phân tích, mình viết ra giấy nè. Cái mình gặp đúc mấy chữ không, 1 2 3 4 a 2 4 chữ không là có đó, vậy đó. Dễ hơn nha. Cô này xinh nhỉ? Cô này rất xinh nhá. Mà làm động tác hái nấm cũng rất chuyên nghiệp. Giọng này mà hát không hay thì thương lắm. Còn Nam Thư, em thấy sao? Em đang thắc mắc nghĩ là, ủa ví dụ như cái nấm đó nó ra mọc ra cái nấm rồi, mình hái cái nấm xong rồi cái cục đó mình dục hay là đó mình... Nghe search Google Thư. Nó mọc mọc ra em, nó mọc ra. Nó mọc ra lại hả anh Giang? Cái đó bên chương trình nông nghiệp. Vô đây hỏi trồng nấm. Nông nghiệp là phát triển nông thôn. Alo. Sơn ra rất là tự tin. Thầy Minh hả? Dạ. Học trò thầy nó phá banh phim trường thầy. Nó nói chữ em. Dạ. Chú Thành ơi, thầy Minh thường dạy học, thầy Minh sẽ tắt điện thoại và giờ này là giờ thầy đang dạy. Trong cuộc đời này đừng ai giỡn mặt chị Trấn Thành, tao điện liền. Đúng rồi. Cho chứng kiến liền. Cái gì có giỡn mặt thế thiệt. Nó coi cũng không ra gì. Đâu không ra gì. Nó vừa thăm kêu thằng có số không thằng, anh cho em nè. Đây anh cho số nè. Đây thầy có số. Đây. Mặc dù không vậy. Thôi lại tên gì con? Dương Bảo. Dương Bảo. Dương Bảo. Nó nói thầy lùng hơn em đó. Em tưởng ấy là bạn của Lê Dương Bảo Lâm mà. Từ từ thầy Minh chưa bắt máy. Có khi nào thầy Minh dạy đang dạy thì không? Mất thầy Minh đang dạy chứ thầy ơi. Mất sóng. Dạ đúng rồi, vô sân khấu là không có sóng. Niệm. Mày khi nhỏ nói học đúng. Thầy Minh với ai nữa? Hôm nay có vẻ như anh vui hơn mọi ngày hả anh nghĩa? Là bởi vì anh cảm giác rằng tinh thần mình hưng phấn, vui vẻ yêu đời. Phải có chuyện gì á? Có một lý do là anh vui là cái nói dạo này anh rất là chuyên tập gym. Anh nghĩa. Trời ơi, bây giờ là anh rất là thông gọn, không tin hả? Không tin hả? Đây. Ai? Cái gì vậy? Cho coi, cháu muối. Đừng có cho người ta thấy cái sự thật nó phũ phàng lắm Giang nha. Trời bỏ đi. Ôi, ta đã cố che rồi, thì có những cái không che được như nọng nè, thấy được liền nè. Nọng đâu? Nọng đâu? Where is nọng? Kìa. Đó. Thôi đi. Có hai đứa em thôi hả? Mà cứ làm nhục anh hoài. Anh là tươi nhất, anh là trẻ nhất chương trình luôn á. Yeah, anh biết được đó. Nó mới đáp cái mặt anh đó. Tại vì trong chương trình này anh không phải là người trẻ nhất. Có đâu, trẻ không cho tâm hồn anh á. Yeah, chính xác. Em nói xong em ngượng miệng á. Đừng có ngượng, cái nọng lòi đây nè. Sao múa quá vậy? Hôm nay cảm thấy thấy anh Nghĩa trẻ trung, tươi mới với hai màu chủ đạo là đen trắng. Quá vui, quá hạnh phúc. Hồi sáng nay có tập gym không anh? Có. Bây giờ có bị chân bị đuối không? Có đuối. Nói chung là đồ đùi này kia nó sổ đó. Anh tập gym đâu mà toàn là đau đùi không vậy? Tại vì tập cái phần đùi. Em thử anh tập đi rồi em biết. Đó, cái gì đó. Squat gì đó. Ai quát kỳ vậy? Em á là ngồi ở vị trí kia thoải mái, chân cẳng không có nhức mỏi, cho nên không có hiểu được cái cảm giác của một cái người mà đứng suốt chương trình như anh. Đã vậy còn không có cái ghế cho riêng anh nữa. Thường quá. Năm sau đề nghị chương trình giọng ải giọng ai làm ơn thương đại nghĩa cho cái sofa ông nằm giữa sân khấu nha. Có một cái kỷ niệm mà em với lại Trương Quỳnh Anh với lại ông xã của Quỳnh Anh. Trời ơi. Đó 4 năm thôi là quên luôn cái họ rồi. Anh ơi, em một đội anh ngồi đó được không? Xin lỗi. Em cảm thấy tổn thương lắm mà thật sự luôn á. Cho người ta một cơ hội nữa đi em. Tôi rất buồn.
buồn. Thôi rất buồn. Vậy thời gian có muốn về đội bên đó không? Baby, come to me. Khoan, khoan, khoan. Cái gì vậy? Phạm anh gì đó là cay đắng tôi chấp nhận đó hả? Thôi, thôi, thôi. Kệ ông chứ, trời ơi, kệ mấy người chứ.